Bàn Sơn sẽ review giường y tế cho gia đình đa năng mà sử dụng điện, mình có thể điều khiển bằng remote nè, rất là dễ dàng. Và mình bên cạnh đó, Bàn Sơn cũng có giới thiệu những cái giường là đa năng mà quay bằng tay, rồi hai tay quay, một tay quay thì giá thành sẽ rẻ hơn. Đây là nâng đầu, nâng chân, hạ chân, nghiêng trái, nghiêng phải, điều khiển robot vệ sinh, mở đóng mở robot vệ sinh. Cái nút này là nút tạo thành ghế ngồi, tư thế ghế ngồi nhanh. Nút này là nút cài đặt lại, tự set lại hệ thống. Nút này nó khóa bằng khóa toàn bộ remote, khi ở nhà sử dụng mà có trẻ em mình trẻ sẽ em bấm thì khóa đây thì tất cả cái tính năng trẻ em sẽ không bấm được. Nó mở ra, thì nó sẽ có cái đèn, nó sẽ khác màu. Cả nhà thấy rất dễ sử dụng ha, có hình ảnh luôn, rất là mình nhìn thấy là biết liền, trực quan. Thế mình sẽ thử cho các anh xem các tính năng tạo thành ghế ngồi, tư thế ghế ngồi nhanh. Giường này thì hiện giờ giá bao nhiêu anh ha? Giường này là giá là 20 triệu. Dạ. Đến một nút. Một nút là điều khiển nhanh ha. Để tạo thành tư thế ghế ngồi, người nhà mình đang nằm mình sẽ cho ngồi dậy để chăm sóc, để cho ăn hoặc là một nút thôi, mình bấm vào. Dạ. Mình bấm và giữ một nút Add Chair. Bấm và giữ để khi nào dừng lại thì mình buông ra. Đúng rồi, mình muốn thả vị trí nào mình thả. Rồi, cả nhà nhìn thấy từ xa. Này thành ghế ngồi luôn nè. Ăn uống. Mình có thể để cái bàn ăn uống nước ở đây. Nó thành cái ghế ngồi cao nè, rất là rộng. Dạ. Này cả nhà thấy ha, cái chân hạ rất là thấp luôn. Rồi, ở đây là ghế ngồi cao nè. Cái này nếu mà như cả nhà mình muốn nó dừng ở vị trí nào thì chỉ cần buông ra thôi. Cái này đang vị trí là cao nhất. Rồi, bây giờ anh Đà sẽ hạ xuống. Hạ xuống thì lúc nào anh? Hạ xuống là mình không có chỉ có nút là tạo thành tư thế ngồi nhanh, nên không có nút hạ xuống nhanh. Mà mình dùng sẽ hạ từng vị trí, từng phần. Ví dụ đây mình hạ từ đầu xuống trước. Nó cũng khá là êm nè. Motor chạy không? Motor chạy rất là êm, không có nghe tiếng động luôn. Đó, đầu tiên là anh sẽ bấm một nút hạ phần đầu xuống. Sau đó mình sẽ hạ phần, nâng phần chân lên. Hạ xuống đó mình muốn cho anh này. Dạ. Chân được nâng lên nè. Động cơ khá là êm, cả nhà mình nhìn bên dưới nghe. Cơ cấu cơ khí nè. Không có nghe tiếng động luôn ha. Chân có thể nâng lên cao hơn nữa. Mình làm cho người nhà mình đưa chân lên cao. Dạ. Cho để ví dụ tối ngủ để lưu thông máu hoặc cái gì đó. Đây nè, mình có thể nâng cao được nè. Cái này đệm nó nhai nhai tại vì giờ không có người ở trên này. Cái này đang thử. Rồi. Cái chân nâng cao lên. Cái này bảo hành bao lâu anh? Cũng bảo hành khung giường 36 tháng và hệ thống motor là 18 tháng. Motor bảo hành 18 tháng. Còn nếu mà thay thế thì sao anh ha? Có linh kiện sẵn không? Hàng nói chung là bên mình là nhập hàng về liên tục nên là trong trường hợp mà thiếu thì mình có thể mình tháo từ cái giường mới mình bổ sung cho quý khách trước rồi cái vẫn có thể dùng cái giường mới để lấy linh kiện ra để sửa liền. Xong rồi mình cái lúc nào mình nhập về là mình bổ sung vào sau. Rồi, nên cả nhà mình yên tâm là không có sợ thiếu phụ kiện ha. Cái là chức năng nghiêng trái nghiêng phải, mình thử chức năng nghiêng trái. Rồi bây giờ anh sẽ thử. Khi sử dụng chức năng nghiêng trái nghiêng phải thì cái giường nó sẽ tự động nó trả. Mình nhấn nút đây, mình đang nhấn nút nghiêng trái nghiêng phải, cái giường nó tự động nó hạ xuống vị trí cân bằng. Đầu tiên phải nó hạ xuống vị trí cân bằng nó mới có chức năng chạy được, tại vì nếu mà mình cái đầu đang cao hơn cái phần này nó sẽ nó thầm xé cái giường, tại vì hai cái chi tiết này nó lúc mà nó đi nghiêng là nó nghiêng lên hai phần này luôn. Cả nhà thấy nghiêng bên một bên ha. Rồi, mình muốn hạ xuống thì bấm hạ xuống. Hạ xuống rồi ngược lại và mình sẽ nâng cái phần còn lại. Cái này phù hợp cho ông bà mình mà cần hỗ trợ để khi mà xây người, khi bị hầm hơi đó, hoặc là xây người thay đổi vị trí cho đỡ nhức mỏi, cũng tiện lợi cho người lớn tuổi sử dụng. Người lớn hình ảnh đầu nhà có người chăm sóc hay không có người chăm sóc thì tự ông bà có thể tự điều khiển được. Ông bà có thể tự bấm nút được ha. Thích nằm chưa, chỗ này chưa cao thì mình tự điều chỉnh lên cao hoặc là này nhiều khi gia đình mình không có người túc trực liên tục á thì ông bà có thể tự điều khiển được theo cái ý của mình đã bằng đây cái remote. Rồi cả nhà mình có thể xem ha. Khung sắt thép đồ rất là đây là khung sắt thép nè, chắc chắn nè. Đây là bô, chút xíu nữa cả nhà mình sẽ xem chức năng bô chạy ra chạy vô. Đó, còn bên đây là phần cơ cấu động cơ. Cái hệ thống để điều khiển trung tâm, còn cái motor là nó ở đây, đây. Khung động cơ đây. Nó có cái chỗ này lòi ra, sau này là làm gì để cho mình sử dụng cái tay quay để mình điều khiển. Nếu trường hợp cúp điện. Cúp điện.
cả nhà mình cũng yên tâm nghe, không có sợ là không điều khiển được. Mình sẽ gắn cái tay quay vào để mình quay tay. Để mình quay. Dạ, phải có cái phần này mới được. À, rồi, bên kia đây, bốn motor nó tất cả động. Vậy là mình có tất cả bao nhiêu cái tay quay anh? Nó chỉ có một tay quay đi kèm thôi. À, cái tay quay này. Ý là mình có thể gắn được ba vị trí ha. Đây, gắn vô đây mình quay. Rồi. Đó, xong rồi mình tháo ra, mình cất cái này để cất đi. Đó, lúc nào mà nó này là phòng trường hợp dự phòng. Đó. Gắn vô từng chỗ để mình quay. Dạ. Mình sẽ hạ cái phần này xuống. Ở nhà thấy giường này rất là phù hợp cho ông bà mình tự làm. Nhiều khi nhất mình á, gọi con cháu không được á, mình có thể tự bấm nút được. Rồi bây giờ nghiêng bên đây thì cũng tương tự vậy thôi. Bây giờ tới phần bô nha. Anh kỹ thuật sẽ cho mình xem cái phần bô tự động nè. Mình bấm nút một cái, cái phần sắt nó sẽ hạ xuống. Tất cả đều tự động hết ha. Đó, cái phần này là bọc simili nha các anh chị, các quý cô các chú, bọc simili để cho chống thấm. Dạ. Phần này là phần bọc vải, đây là hai phần bọc vải. Ngay chỗ vệ sinh là bọc simili, chống thấm, chống dơ á. Mình có đi hoặc là nó dính mình có thể lau chùi dễ. Còn bên đây thì bọc vải cho nó đỡ thấm hơn chỗ này. Cả nhà thấy bô chạy ra nè, rồi khi mình rút lại thì bô sẽ quay trở ra để mình có thể lấy xuống dễ dàng. Nhìn nút trên này, dạ đó. Đây, đây có hình ảnh anh. Đây là nút này đóng vào, cái này mở ra. Dạ. Đó. Cái này là nghiêng giường nha, còn này là lấy bô ra vô. Còn này chân, lên xuống, cái này vai lên xuống, lên hoặc xuống. Rồi, cái đó đóng lên rồi, cái bô chạy ra ở đây. Rồi. Đây mình là sẽ cúp điện và mình sẽ thử cái. Rồi, bây giờ mình thử quay tay nha. Cái này quan trọng lắm. Nhiều khi mình lo xa, ở Sài Gòn thì không có sợ cúp điện đâu, nhưng mà ở dưới quê hay cúp điện thì mình sẽ có cái dự phòng. Quay thử rồi nó lên nhanh xuống không? Ôi khá là nhanh nè, nhẹ nhàng ha. Đổi thang nên là nó sẽ nặng hơn một xí so với cái giường cơ hoặc là mình thấy quay nó hệ thống motor này nó sẽ chạy nguyên cái motor này nó cái đó. Quay cúp điện. Rồi, cả nhà thấy cũng lên xuống rất là dễ. Quay bằng tay khá là nhanh á. Hả, anh nhà thấy không? Rất là nhanh. Rồi ok, được rồi anh ha. Rồi bây giờ Hoàng Sơn sẽ hỏi là cái phần này mình có thể tháo lắp được dễ dàng không? Cái khung này có tháo được không anh? Anh hai cái khung, hai cái này có thể tháo được. Bây giờ mình lúc mà gắn cái bàn ăn rồi, bàn ăn thì mình phải lắp rồi. Lắp vào. Dạ. Lúc mà không có sử dụng chức năng cho ăn á thì mình gỡ ra vậy. Dạ. Đó. À, hai bên rút lên rất là dễ ha. Dạ. Đó, nhiều khi ông bà mình cần ra khỏi giường á, mình có thể rút cái thanh này dễ dàng. Rồi, cái phần dưới nữa, nếu như nhà mình chật nghe, mình không có cần gắn cái này. Mình tháo ra luôn. Nó có cái chốt nè, rất là dễ nè. Gạt cái chốt lên. Hai bên. Hai bên giống nhau à. Rồi mình tháo ra luôn. Đó. Rồi cả nhà thấy gọn không? Rồi ok, rồi bây giờ mình lắp lại nè. Để cái chốt cho ha, đúng vị trí. Hai bên rồi mình thả xuống thôi. Rồi. Rồi đây cái giường thì giá nó sẽ cao hơn cái giường tay quay thường, nhưng mà cả nhà thấy rất là tiện dụng ha. Nếu như nhà mình có điều kiện thì mình có thể chọn cái giường này để cho ông bà mình dễ sử dụng và dễ cho người chăm sóc nữa. Cái này bằng điện hả anh? Không, bằng cơ. Ồ, thấy nó xuống nhẹ nhàng quá. Nó có một cái tì đẩy ở đây. Nó sẽ giữ lại. Xuống êm êm từ từ ha. Đúng rồi. Nó kéo lên thì mình phải kéo, nhưng mà xuống thì để tự động nó chạy xuống. Đó. Rất là êm. Có gì thắc mắc thì bà con mình gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới để có thể thêm hình ảnh và thông tin. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe. Có thể gọi Hoàng Sơn để mình có thể đi xem giường nha. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau.